J'attends. Nói nhà cậu Bảy Đắc ở đâu? Dạ. Nhà cậu Bảy Đắc á? Chú Nhân ơi, nhà cậu Bảy Đắc ở đâu hả? Hả? Cậu Bảy Đắc á? Đây là kế đây nè. Nghe này, rồi cảm ơn. Khỏe không hả Bảy? Dạ Thao. Thao hả? Dạ, thì cô Bảy khỏe không mợ? Cô Bảy mới đi thuốc có thầy. Mới đi hả? Mới đi thầy. Ồ, khoảng bao lâu cậu mới về? Chắc là cỡ tháng mấy giờ đi về, nó đi tới nè. À, đi Tiên Thủy hả đâu? Tiên Thủy nè. Dạ. Ai chở đi? Thằng Hoàng, thằng cháu nội. Dạ. Con về nào? Con về đây cũng 10 nửa tháng rồi mà. Dạ. Nên giờ con đi vô đây con không biết đường đi, con phải hỏi thăm à. Đi với ai? À, con đi với ngân con của chị Hai nó, nhưng mà nó ở ngoài đầu lậu, nó đi công chuyện, chút nó quay lại là chở con đi về luôn. Dạ. Dạ. Vô ngồi con bảo bán trong nước luôn. Dạ được rồi, được rồi, bảo bán con đi vòng vòng. Mà cứ ngồi tự nhiên đi, con đi vòng vòng quay phim ha. Dạ. Ở đây giờ thay đổi nhiều quá. À. Nhà này cất hồi nào mà Bảy? Của thằng chồng của con Tư nó cất nó ở đây á. Dạ, bao lâu rồi? Nay cũng cỡ 2 tháng rồi, chưa có. Ồ, mới vậy rồi, mới vừa xong đó hả? Mới vừa xong, nó tính nó về đây nó ở đó. Ồ, ủa vậy chị Cưng ở đâu, bây giờ ở đâu? Giờ nó ở với chỗ gần nhà anh Chi á. Ồ, nào giờ ở đó, nhưng mà giờ cất này cũng như về, cũng như về chứ không? Đi cậu Bảy, cậu đi làm ở đâu? Rồi nó ở dưới này, rồi nó đi bán cá rồi đó. Nhỏ bán cá dưới á. Dạ, con không biết giờ, mới thấy vui quá trời người ta luôn. Nhiều đồng quá, con không biết. Vợ con có về đây không? Dạ, vợ con có, mà bận mấy đứa nhỏ không có đi vô đây được, thêm cậu mời nè. Mấy nhỏ con bự, nay bự hết rồi hả? Dạ. Thấy nhà cửa cất cũng gọn gàng, đẹp đẽ. Dạ. Nó cắt rồi, nó về này nó ở với mợ á. Ồ, vậy thì tốt rồi, thì cậu mợ này cũng lớn rồi, tuổi thì bệnh hoài thôi. Dạ, dạ. Hôm đó nay mổ rồi, nhiều hôm đó nay bệnh hoài, mới đi chút thuốc thầy. Dạ. Chị, hồi chị gì chị đó, hút đó thì được bao nhiêu tuổi, ủa bao nhiêu đứa con rồi? Nó có đứa à. Dạ. Cậu nãy giờ mới vô tới á. Không biết đường kia xa quá. Ngoài xa nhưng mà là... không, nhưng mà vô không biết đường phải hỏi thăm à. Vô ngay nhà Bảy. Nhà ông Sáu Biển. Bảy ông Bảy. Bảy mới đi chích thuốc nè. Đi bao lâu rồi? Đi với thằng con của thằng Lai, cháu nội á. Ờ, cậu ở anh Lai ở đâu? Ở nó ở Hình Thao nè. Dạ.
còn bả nó nay mổ về rồi cứ bệnh hoài, chú nghĩ ít ngày mổ đó không phải mổ bú á, bú con bụng á, rồi về mổ nó nay rồi về nó cứ nó ê hoài chứ nó không được khỏe. Rồi đi cô bảy đi chích thuốc mà ở đâu trên Thiên Thủy chỗ nào? Chỗ mày biết thằng Liêm không? Chỗ nhà thằng Liêm á, thằng Liêm chích thuốc á. Ở dưới ngã ba một chút á. Dưới ngã ba Tân Lợi hay sao? Ờ, dưới ngã ba Tân Lợi một chút á. Con biết mẹ chích thuốc đó, con. Ừ, cô bảy chích thuốc đó. Đây để con mà bảy chăm nước uống. Dạ nha. Được rồi, mở cứ ngồi đi mà bảy. Trời trời con không có ấy sao không sao hết. Mới 2 tháng à. Thì sao lại ở dưới đây hả? Yeah. Phải anh Sa Lai? Sao ơi? Không có Sa Lai đâu. Hả? Ồ. Wow, dâu nhiều dữ vậy đó hả? Mấy dừa này lão hết trơn rồi. Đây em bơm cát vô tới đây luôn, giỏi vậy, hay ha. Gần mà, gần sông mà. À. Mấy trăm mét đi. Gần Sa Lai. Đi đường này được sao? Ê con đi qua bên Sa Lai chút mà ơi. Nhậu chưa? Sao? Thế chị. Khỏe không anh? Ờ, à, cũng mười mấy ngày rồi. Dạ. Đi đâu, tới đâu rồi? À, mới tới đây vậy? Đi đâu, ngủ lên nhà đâu biết. Nhà nghèo không dám ngủ. Trời ơi. Dạ. Chú về nọ chú? À, cũng được mười mấy ngày rồi chị. À, có hiếm về không? Có, nhưng mà tối giữ mấy đứa nhỏ trên kia chứ không có đi được. Ở trên Tân Phú này, nhà Ân nè. Thì nhà dưới vợ cũng bỏ tùm lum hết trơn rồi không có không. À, trong khoảng 19 10 ngày nữa. Dạ. Bây giờ khu này là không nhớ đường gì hết trơn hết trời. Bây giờ không còn ruộng gì hết không nhớ. Dạ. Sau này giờ lên giường. Lên giường hết trơn. Dạ. Thôi thôi được rồi chơi chút chị ơi đừng làm gì hết. Không thì cũng không có nhiều thời gian á chị. Dạ cảm ơn chị. Thì nãy mục đích thì ghé muốn thăm cậu Bảy mà cậu Bảy đi chích thuốc vậy đó. Yeah, mà không biết cái chuyện nào về mà có đứa nào có đóng mang theo điện thoại gì không? Hỏi khoảng bao lâu còn ở đâu hay gì đó. Còn nếu mà ở còn trên đó chờ chích thuốc hồi cái gì chưa có về thì ghé ngang chỗ chích thuốc cũng được. Còn nhưng mà thằng con chở nó có đem điện thoại không? Ồ vậy thôi không có sao. Không chút à chỉ chừng chút xíu à. À. Tin nghe chú chùa số 1 á. Chừng tin hết tiếng hồ gì tới. Rồi nay được mấy đứa anh? Thì nào giờ có 3 đứa rồi nào giờ. Trời, 3 đứa, ba đứa nào? Mày lớn nè. À. À. Con này. Chở đi chích thuốc. Này cháu nội. Trời, giỏi vậy đó hả? Giỏi vậy đó. Thấy ai nấy cũng có cháu nội cháu ngoại hết trơn rồi. Cháu nội à. Yeah. Này trai lớn hả? Sao? À, tên gì? Tên Hòa. Con
nấu cái này kêu bằng chú. Nhỏ, còn này gọi là chú. Mà ốc nè. Ốc à. Cháu ở tên ấy nó xuống nó mạnh này nó ở chơi. Nay làm gì anh? Cũng về đang thất nghiệp. Chứ có việc làm thì đang thất nghiệp. Ngày làm gì? Làm cho công ty Thanh Bình á. Cho ông Liệu á. Còn gì dài đi, giờ đâu nhớ rồi người. Nãy giờ này đi khúc này giờ lạ hết rồi. Dạ, ruộng rồi lên chân không còn nghe anh ưng kêu ọt ẹt vậy nè. Dạ. Ở đằng trước là chị Cẩm hả? Nè. Ở đằng chị Cẩm đằng trước hay đâu chỗ nào? Ừ, ở ngoài đó đó. Dạ. Ủa cái này là phía sau nhà vườn của cô Bảy hả? Vậy là cái này hồi xưa chưa có thì hồi xưa nó nhớ ở gần ở cái ngoài đầu đó cái ruộng. À. Cái ruộng sau á thì dạ cái chị cảm cái gì cô vẫn chỗ cũ ngày xưa giờ cái gì? À, mà kia chỗ đi mà xuống. Kia. Dạ. Cái này là của ông Ba Giàu rồi đó. Ông Ba Giàu ông bán lại đó. À. Rồi vừa bây giờ nó lão hết trơn là hôm nay lão hết rồi. Thằng người cũng lão luôn rồi. Xong ra chứ có gì nữa nha. Dạ. Thì cái thằng cháu của bà sao rồi? Thằng cũng bình thường anh. Dạ. Có gì Bạc Liêu chưa? À cũng về đi chạy qua chạy lại mấy lần rồi. Dạ. Cái gì sao? 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 Cái